mình đi học á thì lúc nào mình cũng gắn liền với những cái bút như thế này. Những cái bút như thế này á mà sau khi dùng xong bỏ đi thì rất là phí. Nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách để vừa trang trí cái bút mà cũng là một cái cách để có thể là sau khi cái bút đó hết mực rồi đó thì mình cũng có thể giữ lại được. Cái thứ nhất là mình sẽ làm thành những bông hoa. Thì mình sẽ dùng cái ri băng ha, và dây kẽm như thế này. Cái ri băng này bản của nó là 5 cm và mình sẽ cắt là 12 cm, và mình sẽ gấp đôi lại như thế này và mình sẽ tỉa cánh hoa. Cắt cánh hoa xong rồi thì mình sẽ lấy quẹt hơ. Vừa lấy quẹt hơ thì mình sẽ vừa lấy cái tay á, mình bẻ cho những cái cánh á, nó sẽ có những cái đường cong gợn sóng cho nó tự nhiên. Phần nhụy hoa thì mình sẽ lấy những cái nhụy hạt cườm như thế này. Đó, mình gấp đôi lại. Mình sẽ lấy súng bắn keo á, mình đính vào trên cái đầu cái bút. Tại vì ở đầu cái bút này nó có một cái lỗ, mình sẽ nhét hết vào đó. Rồi mình sẽ tiếp tục lấy những cái cánh hoa đó, lấy súng bắn keo đính vào. Và mỗi một bông hoa như vậy thì là sẽ là 6 cánh nhá. Màu sắc thì mình có thể tùy chọn. Đầu năm á, là đi mua một cả một hộp bút như thế này, xong về nhà làm rồi xài dần. Sau khi cuối năm á, tốt nghiệp xong á, thế nào cũng có một bình hoa to. Đây, bây giờ mình sẽ lấy cái keo hai mặt gắn vào cái thân như thế này. Rồi lấy cái ri băng màu xanh á, nhỏ, bản nhỏ thôi. Để mình quấn xuống như thế này để làm cái thân nó màu xanh cho nó đẹp. Còn nếu mà bạn nào không thích thì cái bút nó màu xanh rồi thì mình để như thế cũng được. Bây giờ là làm lá nhá. Lá thì là mình cắt 7 cm. Và sau đó mình lấy cái keo hai mặt cũng dán vào giữa như thế, lấy cái kẽm gắn vào giữa như thế này. Sau đó mình sẽ tỉa hình cái lá, lấy quẹt hơi đi. Thì mỗi một hoa như vậy thì mình sẽ làm 4 cánh ha. Cái bút này mình dùng cũng được, mà nhiều khi mình làm tặng bạn bè thầy cô, nhất là vào những cái ngày 20 tháng 11 hoặc những cái dịp lễ đó. Mình làm tặng thì nó cũng rất là có ý nghĩa. Vừa có thể dùng được mà vừa có thể làm kỷ niệm được nữa. Ngày xưa á, lúc mà mình còn đi học hàng không á, thì là mình còn với các bạn á, tất cả cùng tiền lại xong mua những viên pha lê á, làm những con chuồn chuồn pha lê để tặng tất cả những thầy cô giáo để dạy bọn mình. Coi như đó là kỷ niệm. Đó, hoa xong rồi nè. Đây là một kiểu để trang trí ha. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn một kiểu thứ hai. Hồi trước mình đi học mình hay lấy bút để làm châm cài đầu lắm. Nên hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu mà mình vừa có thể trang trí bút được mà vừa có thể làm cái châm cài đầu được. Bây giờ thì mình sẽ lấy ri băng ha, bản lớn là 5 cm, còn bản nhỏ là 2,5 cm. Mình sẽ làm những cái cánh như thế này. Đây, bây giờ mình sẽ gấp nó lại hình tam giác như thế này. Mình lấy hai cái miếng đó mình chồng lên nhau, rồi mình gấp cánh theo như mình hướng dẫn như thế này đây. Có rất là nhiều mẫu để làm một chú côn trùng hoặc là chú bướm xinh để gắn vào cái bút. Nhưng mà mình thì mình thấy là mẫu này khá là đơn giản mà cũng dễ làm nữa. Nghĩa là thông thường thì bướm phải lòe loẹt thì nó mới đẹp. Nhưng mà mình thấy rằng là làm cái con bướm như thế này này thì các bạn cũng vừa dễ làm mà nó cũng đơn giản á. Tại vì là bút mà, mình xách đi nhiều khi mình làm nó to quá hoặc cồng kềnh quá thì nó cũng khó khi mà mình xách đi đâu. Mang đi mang lại, với lại nhiều khi cầm ra viết á, nó nặng. Nó ảnh hưởng tới cái lực viết của mình hoặc là những cái tốc độ viết của mình. Đó, các bạn thấy không? Mình phải có cái nhíp như thế này nhá. Để gấp để lúc mà mình hơ lửa nó sẽ không bị bỏng tay. Mấy cái nhíp này mình có thể mua ở được nhà thuốc. Bây giờ mình sẽ lấy súng bắn keo, mình đính 4 cái cánh lại với nhau. Mình làm thêm hai cái cánh giống như vậy nữa mà nhỏ thôi, để gắn đối xứng á. Chút xíu mình gắn hạt lên sẽ có cái để mình đỡ những cái hạt, để nó không có bị rơi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy những cái hạt cườm nhỏ, mình gắn râu vào nhá, để làm một cái đầu và một cái thân. Sau đó là mình gắn tất cả cái đó vào cái con côn trùng mình vừa mới làm xong kia kìa. Đó. Rồi bây giờ trước khi gắn vào cái bút á thì là mình sẽ phải lấy hai cái dây dù này này, mình gắn đằng sau. Rồi mình lấy một cái miếng nỉ nữa, mình đè lên như vậy để cho nó chắc chắn. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cái hạt á, mình xỏ vào hai cái dây mình vừa gắn á để cho nhìn nó xinh. Rồi để con bướm này này nó chắc chắn. Đảm bảo rằng là khi mà mình nhét vào túi hoặc là mình văng vật á, nó không bị rụng ra đó, thì mình phải là lấy một cái nỉ á, luồn đằng phía sau của cái nắp bút đó. Đó. Rồi bây giờ mình lấy cái súng bắn keo mình đính vào cho nó chắc. Để đã mất công làm rồi thì phải làm cho chắc chắn để sử dụng bền, sử dụng lâu. Chứ không vài bữa nó rụng thì nhìn cái bút nó nhem nhuốc, nó còn xấu nữa. Thế là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong hai mẫu đơn giản này nha. Chúc các bạn